Dạ, Long Thăng Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi và tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn ở trong cuộc sống. Kính thưa tất cả quý vị, thì tối hôm nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của Túng Xà Lan và những người liên quan trong cái sự vụ của chị Hà. Thì bà con vào xem chương trình, vui lòng cho Long Thăng Sài Gòn xin một like. Bà con nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn. Và đừng quên chia sẻ cái clip này để cho có một cái sự lan tỏa. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, thì những ngày vừa qua thì tôi cũng đã miệt mài lên để mà chia sẻ những cái vấn đề, những cái điểm khúc liên quan cái câu chuyện của Túng Xà Lan. Thì hiện bây giờ và đêm hôm tôi cũng đã có chia sẻ một thông tin cực kỳ quan trọng. Có nghĩa rằng sự việc của Túng Xà Lan đến thời điểm bây giờ nó cũng đã có những cái kết quả rất đáng khả quan, rất có lợi cho bên chị Hà. Thì hôm nay cũng là tối thứ bảy rồi, thì tôi cũng đang trông chờ bước sang một tuần mới sẽ có những cái mà kết quả mới. Tôi nghĩ rằng tất cả các bà con cũng đang mong đợi cái kết quả này. Đấy, có một cái thông tin rất quan trọng. Là tuần tới sẽ tổ chức một cái cuộc gọi là cái như là buông lưới bắt cá lớn và không biết là con cá nào sẽ dính vào cái lưới trong tuần tới đây. Nhưng những ngày vừa qua chúng ta thấy một nhân vật, một người phụ nữ quyền lực cũng đã chạy sang tất cả các kênh phản biện để mà chia sẻ những cái thông tin mà mình biết được, để mà nhằm cũng là lợi dụng những kênh phản biện để nói thay cho mình, để nói giúp cho mình một lời tốt. Nhằm chi quý bà con? Nhằm để mà thoát ra khỏi cái lưới trời. Mà khó lắm quý vị, tôi nói rồi. Lưới trời thì lầm lọng, mà ti thưa thì khó thoát. Dễ gì mà thoát được. Cụ thể đây là những ngày gần đây. Dì Năm chúng ta, một người dì đáng kính của Túng Xà Lan, một người gì mà cái như là thương chị Hà dữ dằn, cũng đã liên lạc qua rất nhiều kênh. Cái vấn đề chúng ta cảm thấy nó bất ngờ ở đây có nghĩa rằng ngày xưa là dì Năm đang nhờ những kênh như là Nông Dân Phát Học để mà đưa lên những cái clip, đưa lên những cái ý kiến của mình. Tuy nhiên vì sao thời điểm bây giờ dì Năm lại không nhờ kênh Phát Học để đưa những cái quan điểm, để đưa những cái thông tin mà nó liên quan đến những cái gì mà dì Năm cho rằng là mình đang biết, mà lại liên lạc qua những kênh anh em phản biện trong cái như là những ngày gần đây? Thì chúng ta thấy rằng ở đây đó, cái đây thì tôi nghĩ rằng tất cả các bà con chắc cũng đã biết rất rõ. Có nghĩa rằng bây giờ nó thật sự ra về cái uy tín thì Nông Dân Phát Học thì không có một cái uy tín gì. Cái điều này là mình phải khẳng định một cái rất rõ ràng. Cái vấn đề thứ hai về cái vấn đề mà để mà đứng lên để mà phán biện một cái vấn đề thì Nông Dân Thất Học lại là zero, không có một cái gì, người ta gọi là không có một cái trình để mà đứng lên để mà phán biện những cái sự việc liên quan đến là Túng Xà Lan. Thậm chí rằng chúng ta thấy là cái nhân vật mà gọi là Nông Dân Thất Học này đứng lên bảo vệ Túng Xà Lan nhưng mà không thể giải thích được bất kỳ những cái gì mà cộng đồng mạng thắc mắc. Và chính từ hai cái vấn đề đó mà dì Năm cảm thấy rằng nếu mà nhờ thằng Thất Học này nữa đó thì dì Năm sẽ lâm nguy. Không thể mà dùng kể như là nước xa để cứu lửa gần được quý vị. Cho nên giờ là dì Năm đó cũng là năm chân bảy cẳng, cũng là chạy đến là những kênh phản biện để muốn rằng những lời nói của mình biết đâu nó có giá trị trong một cái hoàn cảnh, trong một khoảng khắc nào đó. Cho nên là dì Năm liên lạc qua rất nhiều kênh phản biện để mà chia sẻ một cái câu chuyện cũng liên quan đến tất cả các cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Nhưng có những cái mà chúng ta phải khẳng định ở đây á, những cái cộng đồng mạng quan tâm thậm chí dì Năm cũng không thể trả lời được. Mà nếu như dì Năm trả lời thì thực sự nó cũng không tròn nghĩa, không trọn từ, mà nó có những cái gọi là lách la lách léo,
đá đầu đá đuôi với những lời của Tuấn Hên. Đó là một trong những cái mà vì sao dì Năm vẫn cố tình lên để mà chống chế. Dì Năm muốn rằng, dì Năm đang muốn rằng để mà thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Dì Năm muốn tự mình cứu lấy chính mình. Nhưng tôi nói quý vị, đến bây giờ nó đã quá muộn. Bây giờ dì Năm muốn lợi dụng những kênh phản biện để đưa những ý kiến của dì Năm lên để cho cộng đồng mạng bớt tấn công dì Năm, bớt tấn công kể như là những vấn đề mà dì Năm phát ngôn trong suốt những khoảng thời gian vừa qua. Mà quan điểm của tôi bảo rằng đây là một trong những cái xảo ngôn của dì Năm, nó không có hợp tình hợp lý. Mà vì sao mà chúng ta phải hỏi tại sao đến thời điểm bây giờ dì Năm phải làm như vậy? Có rất nhiều cái yếu tố mà nó thực sự ra quý bà con, tôi nói là giấy không gói được lửa. Giấy hồi giờ bà con có thấy ai mà cầm giấy đi gói lửa hay không? Hả? Không thể gói được. Rồi nó sẽ lòi ra hết, rồi nó cũng sẽ cháy mà nó ngút ngàn thâu. Giấy mà gói lửa đó, thì cuối cùng chúng ta nhặt lại là cái gì? Tro tàn. Cho tránh nhặt lại được bất kỳ một cái gì cả. Có những cái mà dì Năm cũng đang lo xa. Có những cái dì Năm cũng đang lo xa. Nếu như tuần tới này búa lưới bắt cá sẽ dính những con cá đầu đàn, và những cái mà gọi là cái hàng rào kẽm gai, hàng rào dây điện chắc anh rằng cũng không thể nào mà che lấp được. Có nghĩa rằng cái như là có tích mới dịch ra tuồng. Từ một cái vấn đề nào đó thì nhiều lúc người ta cũng muốn quay về một quá khứ, quay về một lịch sử đó. Biết đâu chừng rồi nó cũng từ lưa hạt dưa ra đó. Cho nên dì Năm lên để dì Năm muốn rằng thoát khỏi ra cuộc chơi mà dì Năm là một trong những người cố tình lao vào. Dì Năm lao vào để cứu Chúa đó. Cho nên bây giờ nó thật sự sự việc này nó cũng đã quá rõ rõ ràng ràng rồi. Dì Năm kể như là đang có dấu hiệu quay xe, đang có dấu hiệu quay xe. Và người mà dì Năm tố giác ở đây là ai? Túng Xà Lan và Dượng Mười. Hai nhân vật này là giống như cặp bài trùng. Dì Năm đang chơi gọi là một cái nước cờ gọi là cuối cùng cao tay, nhưng thật sự quý bà con, dì Năm không cao tay, mà đây là một cái lối đi rất hạ sách. Cái lối đi này với dì Năm không cao tay, với tôi là dì Năm đi lối đi này không cao tay, mà dì Năm đang gọi là dùng một cái chiêu gọi là vô cùng hạ sách. Cái này nó thật sự quý bà con, tôi đọc vị hết, đọc vị dì Năm luôn. Muốn dùng những anh em bên này, muốn dùng những anh em này, vì sao nè? Kênh tôi, kênh Lệ Nguyễn, dì Năm không kể như là liên lạc tới, mà dì Năm liên lạc tới một số kênh anh em kia. Cũng muốn dùng, vấn đề là cái như là ném đá dò đường, ném đá dò đường. Cái giai đoạn đầu tiên đó dì Năm cũng không thể liên lạc đại trà, mà dì Năm liên lạc qua một số kênh để ném đá dò đường, thăm dò dư luận, thăm dò những kênh anh em lên có gọi cái gì để bảo vệ mình hay không, có nói những cái gì, có lật ra những cái mặt trái của mình trong câu chuyện này hay không, ném đá dò đường. Cho nên cái chiêu này của dì Năm nó thật sự là tôi cả nhà tôi thuộc lầu rồi quý vị. Muốn dùng cái tiếng nói của anh em phản biện bên này để gỡ giúp cho dì Năm ra khỏi cái lưới chúng bị đang vây đó. Dì Năm đang làm một trong những cái gọi hạ sách, chứ không phải là cái như là thượng sách đâu, đang dùng hạ sách. Cái vấn đề này anh em nó đọc vị hết, nó đọc vị hết luôn đó. Cái vấn đề ở đây vì sao quý bà con, giai đoạn tôi nói rồi, cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn là địa cạn thì cá lóc cá trê bây giờ nó lòi lưng hết rồi. Có con thì nó tìm được cái ao lớn, nó nhảy nó vùng vẫy được một khoảng thời gian. Có con nó lóc mẹ vô trong mấy cái lũng sình, rồi có con nó lóc lóc nhầm lên bờ gặp kiến cái nào cui luôn. Cái giai đoạn bây giờ là dì Năm giống con cá mà cái như là đang leo lên bờ. Cá mà lên bờ là không có oxy là cũng chết đấy, không có nước là cũng ra đi. Cái vấn đề ở đây là dì Năm đang có những cái mà mưu tính, không biết là dì Năm mưu tính những cái mà có phải giống tôi suy nghĩ hay không. Dì Năm muốn rút ra khỏi cuộc chơi.
muốn rút ra khỏi cuộc chơi, mà cũng nhờ những kênh anh em YouTube phản biện. Bớt có cái như là mướn là để cho bà con hiểu, bà con thông cảm được. Trên gì năm qua để mà chia sẻ, tôi cũng phải ghi nhận một cái vấn đề ở đây đó, là gì năm dùng những ngôn từ là cũng là rất phù hợp, chứ không có hỗn, không có chửi mắng bất kỳ ai, nhưng qua cái cách nói chuyện của Việt Nam nó lại lòi ra những cái vấn đề mà cả cộng đồng mạng chúng ta lại thêm sự thắc mắc. Cái này Việt Nam đang đi dập lửa, mà bà con biết là Việt Nam dùng cái gì để Việt Nam dập không? Việt Nam dùng xăng, mà Việt Nam đi dập lửa quá vậy, nó cháy cháy bùng bùng lên, cái là Việt Nam mà cái hô lên một tiếng là cái cháy bùng lên, hô lên một tiếng cháy bùng lên. Mà những ngày vừa qua tôi nói một cái cạnh nhỏ này để bà con hiểu nè, từ hôm qua tới giờ, có nghĩa từ lúc đó, mà những anh em YouTube đưa những đoạn ghi âm của Việt Nam lên, trong đó có những cái đoạn và tố giác cái như là Dượng Mười như là Tuấn là hai người cưa cái sách đó, thì trong đêm hôm đó là vợ chồng Dượng Mười cũng là chạy xuống nhà của chị Năm để mà hơn thua, tại sao bà lại thế này, tại sao bà lại thế kia. Có nghĩa vấn đề này ai cũng cây cú quá vậy, tự nhiên chị em trong nhà bây giờ tự nhiên muốn rút chân thì ta nói những cái gì cho nó hợp lý đi. Cái chuyện mà thằng Tuấn nó giấu như mèo giấu kích, nó đứng ra nó một mình nó cưa cái sách, bây giờ bà Năm lên bà khai là có Dượng Mười tham gia. Cái điều đây là nó thật sự Dượng Mười là gọi là cái là sụm đủ mấy lần rồi đấy. Dượng Mười cũng là mỗi lần mà nhắc tới cái sách là Dượng Mười cũng tim thầm rớt ra ngoài rồi. Dượng Mười đâu có muốn chuyện này cộng đồng mạng biết, mà bà Năm bà biết rồi, bây giờ bà lên bà khui bà khai ra hết trơn hết trọi quý vị, bà khui ra trơn trọi. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là dì Mười, Dượng Mười với dì Năm cũng có một cái cuộc gọi là ẩu đả quá lớn tại căn nhà của dì Năm. Và sau đó thì Tuấn và kể như là vợ chồng đứa em gái cũng xuống để chất vấn dì Năm liên quan đến một số cái vấn đề. Vì sao bà lại lên cộng đồng mạng để khai ra những cái không thể khai được. Đó. Mà chúng ta phải biết rằng, chúng ta cũng phải hiểu rằng vì sao dì Năm phải làm như vậy. Vì sao dì Năm phải làm như vậy. Tôi nói là bà con cũng biết là ông chồng của bà Năm không phải là người hiền. Đó. Bình thường ổng như là một cục đất, ổng như là cái như là một ông bụt hiền lắm, nhưng mà ông núp khoảng là cái khoảng là 4 năm loan vô đó quý vị là bắt đầu ông nhây đó, ông núp khoảng 4 năm loan bắt đầu là ông nhây. Chuyện đây không phải chuyện của mày, mày lết vô đấy làm chi, bây giờ cỡ như là nó có những cái mà nó thật sự quý vị nó ngoài cái tầm kiểm soát rồi. Mày giỏi quá, mày ăn mày ở nhà mày giữ cháu không chịu, mà mày thế này thế khác cho cha cái như là ao tôi lạy ông, tôi biết tôi sai rồi, thôi để tôi lên mạng tôi đính chính, tôi nhờ kênh cái như là này nhờ kênh kia đính chính, mà bây giờ phải nhờ kênh phản biện thâu. Vì trước giờ chúng ta là lật ra những cái điểm mà dì Năm nói nó không phù hợp, mình chẳng phải là ghét dơ gì dì Năm, nhưng mà do chính dì Năm là một trong những người mà lên phát ngôn có những cái ngôn ngữ, có những cái ngữ cảnh nó không có phù hợp với cái thực tế hiện tại. Đấy, cho nên là vấn đề là dì Năm đang hút là hút chỗ đấy. Chứ cái vấn đề ở đây đó, dì Năm cũng muốn là để mà bảo vệ cho cháu của mình thôi. Chứ dì Năm cũng không có một ý xấu. Đó. Bảo vệ cháu mình mà dì Năm lên tăng bốc chị Hà quá lớn, cuối cùng là càng tăng lên là cuối cùng là nó càng cuột, cứ lên là nó càng cuột, có nghĩa rằng thương con Hà dữ dằn lắm, mà nhìn cặp mắt dì Năm rau que và hôm qua giờ dì Năm cũng đang đau khổ. Hiện bây giờ là người đau khổ nhất vẫn là dì Năm, có nghĩa rằng bây giờ nó thật sự là nồi da sáo thịt, chồng thì cái như là ổng cũng nhằn, mà gặp con em gái thì bây giờ nó cũng là chữ lên chữ xuống, gặp thằng cháu thì nói thật sự quý vị thì nó cũng đâu có nể nang gì, ngày xưa nó còn nể nang gì Năm một chút, bây giờ dì Năm lên khai hết rồi, dì Năm lên khai tới đây là chết cha con rồi dì Năm ơi, chơi kiểu ri là không chơi được. Chơi kiểu ri là nó thật sự dì Năm chơi dưới dế rồi đúng không, tự nhiên bây giờ lên khai, mà ngày xưa tại sao không lên khai đi, những chi tiết đó chị Nam không lên nói đi đó,
Nhưng cái chúng ta vẫn đang hỏi gì Năm vấn đề tiền vàng chị Hà bây giờ cất ở đâu? Đó, vì chính dì Năm bảo rằng là dì chị Hà có tiền vàng nhiều lắm, cứ đem ra mà đeo đi. Cái vấn đề ở đây thì thật sự quý bà con ở bất kỳ cái lúc nào tôi cũng phải nhích một cái hỏi nhẹ đó để cho dì Năm nhớ, mà dì Năm lên để làm một cái phước giúp cho hai đứa nhỏ chỉ ra được cái nơi cất giấu tiền vàng của chị Hà. Cái vấn đề ở đây, vấn đề đây thì tôi chốt lại một cái sự việc của dì Nam. Dì Nam lên nhờ những kênh YouTube mà đứng bên phản biện để gỡ cho dì Nam buông ra khỏi lưới. Dì Nam sợ là bây giờ sợ là dính vô lưới rồi cái như nó sẽ lôi kéo những cái vấn đề khác, rồi cái như là rào kẽm gai, rồi rào gì đó tôi nghĩ là nó cũng ngại lắm. Cái vấn đề đây nó thật sự quý bà đó, dì Nam còn sợ hơn cái gì đó, dì Nam còn sợ hơn cái gì chuyện là chuyện của người khác mà dì Nam tự dưng là cái như là tham gia vô để mà thế này thế kia. Cho nên bây giờ dì Nam là một trong những cái mà tôi rất quan ngại. Nếu với cái đà này, nếu với đà này dì Nam cũng nên thâu lỡ rồi, bây giờ đường nào là dì cũng quay xe rồi, thì lì lên dì biết gì dì cứ nói hết đi. Tôi nghĩ là check and rằng cộng đồng mạng, bà con sẽ có một cái sự thông cảm cho dì, cũng vì cái tình thương mà ra thôi quý vị. Đấy. Dù sao dì Nam cũng tuổi cũng đã lớn rồi, thì bây giờ đó cái vấn đề dì đang cần ở đây là dì nên chia sẻ những cái gì dì biết đó, liên quan đến câu chuyện này. Cái vấn đề thứ hai, những khoản tiền, những khoản nợ của chị Hà, nếu như dì biết được dì cũng chia sẻ riêng cho cái như bé Linh với bé Sơn. Để cho kể như là hai đứa nó có một cái gọi là một cái nguồn tiền để mà nó sống, để nó tiếp tục ăn học, nếu như gì biết được. Đây là một trong những cái thì lời khuyên chân thành, lời khuyên chân thành mà gửi đến chị Nam.